Phật Thuyết Pháp Tập Kinh quyển 5. Bây giờ tề mạng đợi một kiền liên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nghĩ ta nói được pháp tập thì Bồ Tát đó không thể nói được. Vì sao? Vì có ngã kiến nên nghĩ ta thuyết pháp, người khác nghe pháp. Người xa lìa tướng ngã thì không thấy mình thuyết pháp, người khác nghe pháp. Không thấy hai tướng đó, cũng không phải không thấy hai tướng đó. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp hữu vi đều không thật có, mà sinh tâm phân biệt pháp gì? Nếu cho là thật có thì pháp đó hư vọng không thật. Các Bồ Tát không phân biệt pháp đó thật có. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát biết tất cả pháp hư vọng không thật, ví như lời nói của người huyễn. Bạch Thế Tôn, hư vọng là thật không, nhưng lại giống như có. Pháp đó thuộc trong sự rỗng lặng, không trái nhân duyên, thuộc không sinh diệt. Người này không trái với pháp không và nhân duyên, tùy thuận không sinh diệt, bỏ mọi thứ phân biệt, đoạn trừ ngã, ngã kiến, tà kiến. Các đại Bồ Tát biết pháp hư vọng, nhưng tùy thuận thế gian nó là có. Người nói pháp đó là hư vọng để cho người khác biết, chính là người nói pháp tập. Nói pháp tập là nói những pháp gì? Nói tất cả pháp đều là một tướng. Pháp tập đó là pháp tập vi diệu. Bạch Thế Tôn, pháp tập còn lều giảng có tùy thuận pháp tập của Phật giảng thuyết không? Đức Phật bảo: đúng vậy, một kiền liên, lời ông giảng thuyết tùy thuận ý ta. Lúc này tuệ mạng Phố Lâu Na Di Đa La Ni Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người vì cầu phước mà thuyết pháp tập thì thật đáng chê trách. Vì sao? Vì lại chấp ngã. Người chấp tướng ngã, ngã sở tạo tội phước hành bất động bằng tà kiến thì không thể tự lợi lợi tha. Bạch Thế Tôn, người không biết pháp tập là người không tạo tội phước hành bất động. Người biết pháp tập là người không tập, cũng không phải không tập 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, không thủ cũng không phải không thủ pháp chúng sinh. Không thủ thật hư, không thủ cũng không rời cảnh giới tham sân si, không thủ thế gian niết bàn, tranh tụng im lặng, không tà kiến vô tướng giác quán. Không thủ cũng không phải không thủ vô nguyện, không thủ pháp Phật, pháp phàm phu, pháp phi pháp, thánh tăng, ngoại đạo tăng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không mong cầu nơi rốt ráo. Vì sao? Vì Bồ Tát biết các pháp đều là rốt ráo. Bồ Tát không cầu giải thoát vì bản tánh các pháp là vắng lặng giải thoát, không yêu thích một pháp. Vì Bồ Tát biết các pháp Phật không phải tự pháp tha pháp, không nắm giữ hay sợ bỏ một pháp nào. Nếu có nắm giữ và sợ bỏ thì đáng chê trách. Không hành không trụ, và nếu có hành trụ thì đáng chê trách. Không vui buồn, và nếu có vui buồn thì đáng chê trách. Và Thế Tôn, đó chính là pháp tập. Thế Tôn, pháp tập còn giảng thuyết có tùy thuận pháp tập Phật giảng thuyết không? Đức Phật bảo: này Phú Lâu Na, để ông giảng tùy thuận ý ta. Khi đó tuệ mạng Ca Chiên Viên bạch Phật: Thế Tôn, người nào thuyết pháp dựa trên hai tướng pháp phi pháp thì chính là người trụ trong vô minh. Vì sao? Vì người nào biết như thật về phi pháp thì đó là pháp chân thật. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát biết như thật về phi pháp thì đó là chân như. Bạch Thế Tôn, pháp chân thật không từ đâu đến, không đi về đâu. Pháp không nương người, không gần xa người nơi chốn. Bạch Thế Tôn, pháp không nghĩ. Với chúng sinh thượng căn ta thực hành, với chúng sinh hạ trung căn ta không thực hành, với chúng sinh hạ trung căn ta thực hành, với chúng sinh thượng căn ta không thực hành. Bạch Thế Tôn, pháp không phải do tướng, cũng không phải không do tướng mà có tên. Vì sao? Bạch Thế Tôn, thánh nhân thấy cái gì có tướng đều là trói buộc, cái gì không có tướng cũng đều là trói buộc. Bạch Thế Tôn, pháp không phải xa lìa cũng không phải tu hành. Bạch Thế Tôn, người biết rõ pháp thì không cần tu hành. Bạch Thế Tôn, pháp không cho người, cũng không tự giữ mà tùy theo mong lòng mong muốn, nên có lợi ích khác nhau, vì không có người tạo tác. Bạch Thế Tôn, với chư Phật, pháp không có ý tưởng là người, thân cũng không có tâm oán ghét phàm phu, vì không có ý tưởng phân biệt. Bạch Thế Tôn, pháp không cần gần Phật mà xa phàm phu, nhưng tùy theo sự thực hành mà đạt pháp khác nhau. Bạch Thế Tôn, pháp đó chính là pháp tập. Bạch Thế Tôn, pháp tập con giảng thuyết có tùy thuận pháp tập mà Phật giảng thuyết không? Đức Phật bảo: này Ca Chiên Viên, đợi ông giảng thuận ý ta. Tuệ mạng Đại Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người vì mong cầu sự vắng lặng mà thuyết pháp tập thì không có pháp tập. Bạch Thế Tôn, các pháp, vì các pháp không ngoài sự vắng lặng. Vì pháp không có hai, pháp có hai là không biết hai, vì vượt ngoài sự hiểu biết của tâm ý thức. Một, pháp không mong cầu. Hai, vì xả bỏ pháp mong cầu. một pháp cũng không có hai, vì không có tạo tác. Lại nữa Bạch Thế Tôn vắng lặng là pháp không hai. Pháp không hai, không ngoài các pháp. Bạch Thế Tôn, các pháp không có hai tướng, vì tự tánh là không, vô tướng, vô nguyện, vô hành, không sinh diệt. Không có tướng thanh tịnh, bất tịnh, tham, kiêu, bố thí, phá giới, trữ giới, sân hận, nhẫn nhục, biến nhát, siêu năng, tán loạn, tiền định, ngu si, trí tuệ đại giải để đạt. Không thể đắc pháp, đắc các pháp là đạt được pháp chân thật. Nếu thấy có đắc thì không đạt được. Nếu có cảnh giới thực hành thì không đạt được. Tâm hành theo cảnh giới hành hai pháp, thế có pháp sở hữu, nương tựa pháp, cầu chứng pháp, lìa phiền não, cầu rốt ráo, thấy Phật pháp tăng thế gian niết bàn thì không thể đạt cảnh giới như vậy. Lại nữa Bạch Thế Tôn, người cầu pháp thì không mong cầu gì ở các pháp. Bạch Thế Tôn, người không mong cầu gì ở pháp chính là người cầu pháp chân thật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có chánh kiến thì không thấy pháp, phi pháp, lại xét các pháp, xa lìa tâm ngã sở, không ấm chấp, xa lìa hư vọng không thật, xa lìa tất cả sự mong cầu hí luận là pháp chân thật. Bồ Tát thuyết giảng như thế là pháp tập chân thật. Bạch Thế Tôn, pháp tập phi diệu mà con giảng thuyết có tùy thuận pháp tập Phật giảng thuyết không? Đức Phật bảo này Ca Diếp, lời ông giảng tùy thuận ý ta. Tuệ Mãn Tu Bồ Đề bạch Phật, Bạch Thế Tôn, pháp là vô tranh, người không tranh cãi là người có pháp. Bạch Thế Tôn, mắt và sắc không cạnh tranh, tai tiếng mũi hương lưỡi vị thân xúc ý pháp cũng không cạnh tranh, đó là pháp. Vì sao? Vì nó không hòa hợp và không đến nhau. Pháp không hòa hợp, không đến nhau là pháp không cạnh tranh. Bạch Thế Tôn, pháp không có hai nên pháp không cạnh tranh. Bạch Thế Tôn, các pháp không hai, không biết nhau, không biết, không phân biệt, vượt ngoài sự phân biệt, không sinh diệt, thêm bớt yêu ghét, không trụ thế gian, niết bàn. Pháp chân thật thì không thể nói người được pháp, pháp bị người được. Bạch Thế Tôn, các pháp không yêu ghét, diễm tận. Bạch Thế Tôn, nếu nói tôi hiểu biết giảng thuyết thì đều là hư vọng phân biệt pháp 12 nhập. Bạch Thế Tôn, các nhập đó không có tâm phân biệt. Người nào biết pháp đó chính là người không cạnh tranh với Phật, không cạnh tranh với Phật là người tùy thuận pháp sa môn. Người tùy thuận hạnh sa môn là người không đi đến đi, hành trụ tiến dần, thấy các pháp là pháp hành, giải thoát hành pháp giới rốt ráo, nhưng không thấy người đạt rốt ráo. Pháp được thấy chỉ là danh tự hư dối, giả huyễn. Người thấy hư giả không thật là người thấy pháp. Bạch Thế Tôn, thấy pháp là thấy Phật, thấy phi pháp là thấy Phật, thấy Phật là thấy chúng sinh, thấy không có chúng sinh là thấy nhân duyên, thấy không có nhân duyên là thấy sự lỏng lặng, thấy không phải lỏng lặng là không thấy. Bạch Thế Tôn, đó là thấy đúng các pháp. Người như vậy là tùy thuận ý Phật pháp tăng. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đạt các pháp nhẫn vô tranh như vậy còn không tranh tụng với ma, huống gì là tranh tụng với người đồng hạnh. Không hề có việc tranh tụng. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy tất cả ngôn ngữ đều có thể thành tựu hạnh của mình nên không tranh tụng. Thế nên Bồ Tát được pháp vô tranh rốt ráo. Bởi vì đạt pháp vô tranh rốt ráo nên Bồ Tát được gọi là người đạt tất cả pháp rốt ráo, đạt sự bình đẳng trong các pháp. Như thấy thân mình bình đẳng, các pháp cũng bình đẳng, đủ thông nhận bình đẳng, vì thế nên gọi là đạt rốt ráo. Các pháp bình đẳng không đến đi nên gọi là đạt rốt ráo. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đạt rốt ráo các pháp thì pháp giảng thuyết đều là pháp tập, đem đến niềm vui an ổn cho chúng sinh. Tu Bồ Đề bạch Phật, Bạch Thế Tôn, pháp tập con giảng thuyết có tùy thuận với pháp tập Phật giảng thuyết không? Đức Phật bảo, này Tu Bồ Đề, lời ông giảng tùy thuận ý ta. Tu Bồ Đề, lúc ông giảng thuyết pháp tập này, có 5.000 thiên tử sa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh trong các pháp. 5.000 thiên tử phát tâm cầu đạo quả vô thường chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào nghe pháp tập phi diệu của ông thì Bồ Tát ấy biết mình sẽ đến biển pháp lớn, biết thân này không có lỗi lỏng lặng, sẽ đạt diệu lực. Tu Bồ Đề, đó là pháp tập tối thượng của chư Phật Như Lai. Tuệ Mãn A Na Luật bạch Phật, Bạch Thế Tôn, văn tự của các pháp là pháp tập. Vì sao? Vì tánh của văn tự không có tướng chấm dứt, không có tướng chấm dứt chính là văn tự. Bạch Thế Tôn, ngữ ngôn con nói đều chỉ là văn tự. Bạch Thế Tôn, văn tự không xuất phát từ mình, cũng không xuất phát từ người khác. Văn tự không nghĩ mình phát ra tiếng. Bạch Thế Tôn, văn tự không thêm bớt. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát biết tánh của văn tự, bình đẳng với các pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát biết rốt ráo âm thanh của các pháp nên Bồ Tát không bị âm thanh làm chướng ngại, Tất cả âm thanh nghe được đều là âm thanh của Phật, là âm thanh của không, vô tướng, vô nguyện, pháp giới thực tế. Không có một pháp nào làm chướng ngại như thế trí của Bồ Tát. Bồ Tát không thấy pháp nào ngoài Bồ Đề của Phật. Thấy pháp không chướng ngại, không trái với Bồ Đề của Phật, không tiến, không thoái. Bồ Tát không thấy pháp nhưng luôn tạo lẽ cho chúng sinh. Bồ Tát ấy đạt nhẫn, rốt ráo trong các pháp. Do đó thành tựu nhạo thuyết biện tài thâu xa, nghĩa là biện tài của Bồ Tát Hạ Thanh Văn Bí Chi Phật không thể hết lường được. Bồ Tát đại biện tài nhạo thuyết an ổn, là tùy theo biện tài làm cho chúng sinh được an vui, được vui an ổn. Đại biện tài giảng thuyết ứng hợp, là tùy theo sở thích nghe pháp và căn tánh của chúng sinh mà nói rộng hẹp. Đại biện tài nhanh chóng, là tùy lời lẽ biện tài mà giáo hóa chúng sinh nhanh chóng. Đại biện tài không lợi, là thuyết pháp cho chúng sinh có căn trí lanh lợi, khiến họ cho được lợi giải thoát. Đại biện tài cộng thượng nhào thuyết, là thuyết giảng pháp giáo pháp hợp với chư Phật. Đại biện tài tăng trưởng, là biện tài chỉ có nói một câu, một chữ mà tăng lên cả trăm ngàn phản ức. Đại biện tài khinh nhạo thuyết, đã biết tướng mạo và thuyết pháp. Đại biện tài ái lạc, là biện tài làm cho người nghe pháp không chán. Đại biện tài điều thuận, là biện tài không trái ý Phật. Đại biện tài nhu nhuyến, là biện tài không kiêu mạn, tôi không phóng dật. Đại biện tài tịch tỉnh, là biện tài làm cho người và mình và người đều tịch tỉnh. Đại biện tài tùy thuận âm thanh, là biện tài giáo hóa chúng sinh nhập thế văn thường. Đại biện tài viễn ly, là biện tài giáo hóa chúng sinh đạt Bí Chi Phật thừa. Đại biện tài tối thắng, là biện tài giáo hóa chúng sinh đạt đại thừa. Đại biện tài bất cộng, là biện tài giảng thuyết về 14 vô sở 18 pháp bất cộng. Đại biện tài tịch diệt, là biện tài giảng các pháp Bồ Đề phần. Đại biện tài vô cơ hiềm, là biện tài làm cho chúng sinh vui vẻ tin tưởng. Đại biện tài chư lực, là biện tài điều phục tất cả ma chướng ngoại đạo tà luận. Đại biện tài thiện tuyết, là biện tài thuyết pháp cho chúng nhưng không lo sợ mà Thế Tôn, đó là pháp thật vi diệu. Bà Thế Tôn pháp tập con giảng thuyết có thuận pháp tập Phật giảng thuyết không? Đức Phật bảo A La Luật, lời ông thuyết giảng tùy thuận ý của ta. Tề Mạng La Hầu La bạch Phật, Bà Thế Tôn Bồ Tát muốn thuyết pháp tập nên tìm cầu thọ trì pháp. Vì sao? Vì nhờ thọ trì mà được pháp nên phải tìm cầu. Chỉ có tâm linh tâm tinh chuyên cầu pháp là tối thắng. Vì sao? Vì tôn trọng pháp nên được pháp, không vì tôn trọng thức ăn mà được lợi chánh pháp. Biết bỏ thân này sẽ có nhiều có quả về sau, không phải chỉ quán sát mà được quả báo. Thích chỗ thanh tịnh không ồn ào, gần người an ổn không gần kẻ phá giới, gần người cung kính không gần kẻ kiêu mạn, gần người an vui không gần kẻ hung dữ, gần người có tâm nhu hòa không gần kẻ ương ngạnh, gần người tâm tịch tịnh không gần kẻ chấp đắm chấp, gần người bày tỏ tội lỗi không gần kẻ che giấu tội lỗi, gần người thích bố thí không gần kẻ keo kiệt, gần người giữ giới không gần kẻ phá giới, gần người nhẫn nhục không gần kẻ sân hận, gần người tinh tấn không gần kẻ biến nhát, gần người thiền định không gần kẻ tán loạn, gần người trí tuệ không gần kẻ ngu si, gần người hiểu nhiều không gần kẻ thiếu trí, gần người chánh niệm không gần kẻ tà niệm, gần người tạo nghiệp lành không gần kẻ ác, gần người thích Phật pháp không gần kẻ thích pháp thế gian, gần người thích sự rỗng lặng không gần kẻ tà kiến thái đoạn, gần người giữ giới không gần kẻ tự tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, người nào giữ giới người đó sẽ có pháp. Đó là giữ giới gì? Bạch Thế Tôn, tất cả các giới đều thuộc ba loại giới: tăng thượng giới, định, tuệ. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát học ba loại giới này là đã học các pháp đại thừa. Bạch Thế Tôn, thế nào là tăng thượng giới của Bồ Tát? Thế Tôn, Bồ Tát giữ ba la đề mộc xoa nhưng không cho giới đó là thanh tịnh, chỉ vì tu tập theo giới Bồ Tát thành tựu oai nghi, nhưng không cho oai nghi là thanh tịnh bị trụ trong oai nghi của Bồ Tát. Cho dù là tội nhỏ cũng luôn lo sợ vì nương trí của Bồ Tát. Thế nào là trí tuệ của Bồ Tát? Là Bồ Tát biết như thật về các pháp, vì không sợ phiền não nghiệp chướng. Thế nào là cảnh giới của Bồ Tát? Cảnh giới phân biệt rỗng lặng không phải thật. Biết giới bình đẳng mà học giới, biết sự rỗng lặng bình đẳng mà học giới, nên nói biết sự rỗng lặng bình đẳng mà học giới. Biết sự bình đẳng của vô tướng, vô nguyện, vô hành, không sinh diệt mà hợp giới, nên nói biết sự bình đẳng mà hợp giới. Là nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nghĩ tại làm cho chúng sinh giữ ba la đề mộc xoa, đó là giới học tăng thượng của Bồ Tát. Thế Tôn, thế nào là định học tăng thượng của Bồ Tát? Đó là tu tập bốn thiền, bốn không, tam mạng bạc đề, Bồ Tát nghĩ. Ta hãy dùng định học tăng thượng để thành tựu cho chúng sinh. Thế nào là đại học tăng thượng của Bồ Tát? Bồ Tát học 10 pháp, 8 pháp không. Bồ Tát nghĩ ta hãy làm cho chúng sinh biết rõ 18 pháp không này. Bạch Thế Tôn, ba pháp học này sẽ bao gồm tất cả học khác. Là đức Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nào bảo hộ chúng sinh? Chính là giữ gìn giới tịnh. Nếu giữ giới mà không nắm chấp vào giới thì Bồ Tát đó sẽ làm vừa lòng chúng sinh. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát xuất gia giữ giới không tham đắm vật gì. Bồ Tát giữ giới tịch tịnh, không ưa thích ngôn ngữ. Bồ Tát an nhiên giữ giới, không ưa thích âm thanh. Bồ Tát thiền định giữ giới, không ưa thích cảnh giới. Bồ Tát giải thoát giữ giới, không ưa thích nơi thọ sinh. Bồ Tát nghe pháp giữ giới, không ưa thích những học thuyết thế gian. Bồ Tát thuyết pháp giữ giới thì dù trải qua trăm ngàn vạn ức do tuần để thuyết pháp cũng không mỏi mệt. Bồ Tát hộ trì chánh pháp giữ giới thì có tập pháp gì để vì sự an lạc của chúng sinh? Không vì tự thân, Bồ Tát thân tâm giữ giới mới để chúng sinh đạt bồ đề trước, không ông chỉ mình chứng đạt. Bồ Tát tăng thượng thâm tâm giữ giới, thích làm việc lợi người, không thích lợi mình. Bồ Tát tu hành giữ giới trải qua vô số kiếp tu hành thành tựu các pháp bồ đề mà không mỏi mệt. Bồ Tát tu bố thí thì đem cả đầu mắt tùy não để tạo lợi ích cho chúng sinh. Bồ Tát giữ giới thì không bỏ chúng sinh phá giới. Bồ Tát nhẫn nhục thì không sợ các ma chướng nhiễu loạn. Bồ Tát siêng năng vì thì về chúng sinh tu tập bồ đề không mệt mỏi. Bồ Tát tu thiền định thì không nhiễm đắm âm thanh cho mọi việc. Bồ Tát tu trí tuệ tức tánh của các pháp bình đẳng như tướng bồ đề. Bồ Tát tu hành không thì không làm việc thế gian. Bồ Tát tu đại bi thì không nhập niết bàn. Bồ Tát tu dù dối như vậy là pháp tập. Bạch Thế Tôn, pháp tập con giải thuyết có thể có pháp tập Phật giảng thuyết không? Đức Phật bảo, La Hầu La, lời ông giảng tùy thuận ý ta. Tôi mang ưu ba ly bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát từ xa lìa phiền não và làm cho chúng sinh xa lìa phiền não. Với mọi thứ, với đối chúng sinh giới, pháp giới, tham sân si giới, Bồ Tát nghĩ cho dù chúng sinh và pháp giới, tham sân si giới chấp chấm dứt thì ta vẫn giáo hóa chúng sinh không mỏi mệt. Bồ Tát nghĩ bản tánh của các pháp vắng lặng mà chúng sinh không hay biết. Vì sao các pháp là không nên không hoạt động, nghĩa là tà kiến và tranh tụng đều không hoạt động. Các pháp diệt trong vô tướng, nơi ấy tất cả các tâm giác quán xem xét không hoạt động. Các pháp diệt nơi vô nguyện nên không còn mong cầu. Các pháp diệt trong vô ngã nên không tham đắm. Các pháp diệt trong không chúng sinh nên không có bất cứ loài nào. Các pháp diệt trong không thọ mạng để không còn sinh tử. Các pháp diệt trong thật đế để không còn hư vọng. Các pháp diệt trong nhân duyên tập nên không còn thọ mạng. Các pháp diệt trong bốn niệm xứ để không còn niệm xứ niệm khác. Các pháp diệt trong bốn chánh cần để không còn nắm giữ hay xả bỏ. Các pháp diệt trong bốn nhị túc để không còn đến đi. Các pháp diệt trong căn năm căn để không còn cao thấp. Các phép diệt trong năm lực không còn điều phục. Các phép diệt trong diện bãi giác phần để không còn sự u tối. Các phép diệt trong tam thánh đạo nên không còn nghiệp ác. Suy nghĩ sao các phép diệt trong 10 lực nó không còn chủng tử. Các phép diệt trong 4 vô số ý nó không còn công dụng. Các phép diệt trong trí tuệ nó không còn vô minh. Các phép không tạo tác nên không còn các hành. Các phép diệt trong vô niệm nó không còn trí thức. Các phép diệt trong giác nó không còn danh sắc. Các pháp diệt trong vô y nên không còn xấu nhập. Các pháp diệt trong bất tận nó không còn xúc. Các pháp diệt trong bất tri nó không còn thọ. Các pháp diệt trong vô ngã nó không còn ái. Các pháp diệt trong vô sở thủ nó không còn thủ. Các pháp diệt trong vô nhân vô thân nó không còn hữu. Các pháp diệt trong bất diệt nó không còn sinh. Các pháp diệt trong kiên cố nó không còn già. Các pháp diệt trong bất tận nó không còn chết. Bạch Thế Tôn, đó là trí vô chướng ngại của Bồ Tát. Bồ Tát trụ trong trí này thì ma chướng không hàng phục được, ngoại đạo luận sư không phá hoại được, phiền não không ô nhiễm được. Các đức Phật thường ca ngợi, chư thiên cung kính nương tựa. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát đã đến trí rốt ráo, đã đạt tạng pháp lớn không nghèo thiếu, duy hình tạng bí mật của chư Phật Như Lai, là người đáng tin cậy của chư Phật Như Lai. Nơi việc làm đã xong, đạt lợi mình, như biển lớn không thể lường được, như núi Tu Di không lay động được. Bậc Thế Tôn, đó là pháp học thù thắng vi diệu. Bậc Thế Tôn, pháp tập con thuyết giảng có thể thuận pháp Phật tập Phật thuyết giảng không? Đức Phật bảo Ưu A Li, để ông giảng thuận ý ta. Ưu A Li, các Bồ Tát tu tập theo pháp tập này sẽ đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ mà A Nan bạch Phật, Bậc Thế Tôn, các Bồ Tát thọ trì diệu pháp là pháp thù thắng trong các nghiệp. Bậc Thế Tôn, Bồ Tát tu hành thọ trì diệu pháp này là pháp tùy thuận Bồ Đề và chư Phật Như Lai. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai luôn tôn trọng pháp. Bậc Thế Tôn, thế nào là hộ trì diệu pháp? Bậc tác giảng được khế kênh sâu xa của chư Phật Như Lai, thường đọc tụng suy nghĩ tu tập. Là nữ Bậc Thế Tôn, Bồ Tát giữ gìn tu tập là người hộ trì diệu pháp. Bậc Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát giữ gìn tu tập? Bậc Thế Tôn, các nghiệp thân, khẩu ý của Bồ Tát đều vì tạo lợi cho chúng sinh, với đức đại bi tăng thượng gia hộ cho chúng sinh được vui an ổn. Bồ Tát hộ pháp suy xét kỹ làm việc gì để đem lại an ổn cho chúng sinh, cho nên làm những việc như vậy đó là thành tựu pháp quán năm ấm. Tuy quán như vậy nhưng không mong tu hành bằng cách xả ly năm ấm, quán cảnh giới như rắn độc, không mong tu hành bằng cách xả ly 18 giới, quán nhập như xóm làng trống vắng, không mong cầu xả ly 12 nhập, quán sắc như bọt nước để tu các hạnh mà tâm không xả ly việc thành tựu sắc thân trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Quán thọ như bong bóng nước để tu các hạnh mà tâm không xả ly việc thành tựu an lạc vi diệu nơi thiền định tam muội tâm an bậc đề của chư Phật Như Lai. Quán tưởng như giọt nắng để tu các hạnh mà tâm không xả việc thành tựu trí tuệ của Như Lai. Quán hành như cây chuối để tu các hạnh mà tâm không xả ly việc thành tựu diệu pháp của chư Phật Như Lai. Quán thức như ảo thuật để tu các hạnh mà tâm không xả ly việc thành tựu trí tuệ để làm thanh tịnh thân khẩu ý nghiệp. Bố thí không mong quả báo, giữ giới để có giúp chúng sinh phá giới, nhẫn nhục để điều phục chúng sinh, tinh tấn để thành tựu các pháp lành, thiền định để thân tâm được nhu hòa, trí tu trí để soi rõ tướng các pháp, tu bốn niệm xứ thì thâm tâm không nhân, bốn chánh cần thì đạt trí vô chướng ngại, tu năm căn thì thành tựu hạnh tiến triển, tu năm lực thì không thoái chuyển bồ đề, tu bát giác phần thì không còn lưỡi nghi, tôi theo chánh đạo thì không lỗi lầm, tôi bốn phạm hạnh thì đạt như ý tự tại. Lại nữa, Bậc Thế Tôn, Bồ Tát biết rõ về không sẽ thọ trì được diệu pháp không, chính là không hí luận. Bậc Thế Tôn, người hí luận thì không thọ trì được diệu pháp. Bậc Thế Tôn, người biết không vô tướng là người thọ trì diệu pháp. Người chấp tướng sẽ không thọ trì được diệu pháp. Bậc Thế Tôn, vì các pháp là không vô tướng nên vô nguyện là thọ trì diệu pháp, ý chỉ vào nguyện thì không thọ trì được diệu pháp. Bậc Thế Tôn, người thấy có các pháp chấp ngã, ngại sợ, kiêu mạn, ganh ghét, kêu kiệt, tham lam, não hại, sân hận thì không thọ trì được diệu pháp. Bậc Thế thọ trì diệu pháp thì không có tướng phân biệt giữa hai chúng sinh và pháp. Bậc Thế Tôn, đó là Bồ Tát thọ trì diệu pháp. Bậc Thế Tôn, Bồ Tát thích các pháp không sinh diệt, chúng sinh không đến đi, thân tệ không sạch dơ, không thích pháp Phật, không ghét pháp ngoại đạo, thọ trì 8 vạn 4 ngàn pháp tạng và không có tâm tưởng về pháp, không sống trong phiền não, tùy phiền não với các pháp bất thiện, nhưng không có tâm tưởng về phi pháp, đạt tâm giải thoát nhưng không nghĩ mình giải thoát, tạo nghiệp đệ tử của chư Phật nhưng không thấy thân khẩu ý tu hành, đạt tự tại trong các pháp nhưng không nghĩ pháp phi pháp, không nắm giữ hay sợ bỏ các pháp, không vì đạt và chứng các pháp, tâm không đắm chấp nơi Phật, tâm không dựa trên phi phàm phu, học nhân la hán như đoạn kết sự tham sân si, đạt thọ ký trong vô thượng bồ đề nhưng không cầu bồ đề của Phật. Đến đâu Bồ Tát cũng thấy là đạo tràng, điều phục ma chướng nhưng không thấy có ma và biến tu của ma, thành tựu bồ đề của Phật nhưng không thấy, không chứng pháp mà trước kia không có, chuyện bánh xe pháp lớn nhưng không có ý tưởng về chúng sinh thành hoại, điều phục ma chướng ngoại đạo nhưng không tranh chấp, thọ sinh mà không phải mới sinh hay đã sinh, chết nhưng không chấm dứt, vượt qua ba cõi nhưng không có mới đi, lìa các ngôn ngữ âm thanh nhưng không thấy có ngôn ngữ, không yêu ghét các pháp, đó là Bồ Tát thọ trì diệu pháp. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập thắng vi diệu. Bạch Thế Tôn, pháp tập con giả thuyết có tùy thuận pháp tập Phật giả thuyết không? Đức Phật bảo: A Nan, lời ông giảng tôi tỏ ý ta. Lúc tôn giả A Nan nói pháp tập này, có tam vạn thiên tự phát tâm vô thổ cho đại nhân chánh giác, 3.2.000 Bồ Tát đại pháp nhẫn vô sinh, 500 tỳ kheo từ bỏ lậu hoặc đặt tâm giải thoát. Bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ví như bóc vỏ trấu để lấy gạo, Bồ Tát cũng thế, bỏ phi pháp giữ chánh pháp, bỏ cái việc tham lam giữ hạnh bố thí, bỏ phá giới giữ gìn giới, bỏ sân hận giữ gìn giữ nhẫn nhục, bỏ biến nhát luôn siêng năng, bỏ tán loạn tu thiền định, bỏ ngu si tu trí tuệ. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, không mong cầu là phi pháp, không mong cầu là không chấp thủ, không chấp thủ thì không bảo hộ, không bảo hộ thì không nhiễm ô, không nhiễm ô nên không tranh tụng, không tranh tụng thì không tham tiếc, không tham tiếc thì không tổn não, không tổn não thì không thực hành, không thực hành nên không thoái chuyển. Bồ Tát không thoái chuyển sẽ được chư Phật Như Lai tỏ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập thắng diệu. Là nếu Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nghĩ tôi không thoái chuyển tâm vô thượng chánh đẳng giác thì không được chư Phật Như Lai tỏ ký. Vì sao? Vì tất cả phiền não đều bắt nguồn từ sự mong cầu. Bạch Thế Tôn, từ bỏ sự mong cầu là lìa phiền não nên được chư Phật Như Lai tỏ ký. Bạch Thế Tôn, là nếu Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nghĩ tỏ ký là lời nói hư dối của Thế Tôn. Vì sao? Vì người được tỏ ký là không, người tỏ ký cũng không. Nếu cả hai đều không thì tỏ ký ở đâu? Đúng vậy Bạch Thế Tôn, vì lòng đại bi nên từ thời thế gian nên giảng nói. Như vậy Bồ Tát biết các pháp như vậy là được thọ ký. Bạch Thế Tôn, như huyện sư thọ ký huyện sư huyện, nhưng sự huyện hóa ấy thì không có tâm, ta thọ ký cho ta thành chánh giác. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát cũng như sự huyện hóa, không có tâm phân biệt. Bồ Tát nghĩ Bồ Đề không phải là tướng chứng phải bỏ được, không phải tướng sinh diệt, không phải di tâm, do tâm thân chứng, thân không ở trong, ở ngoài, giữa. Bồ Đề không nghĩ ta là Bồ Đề, Bồ Tát chứng được ta. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Là nữa Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ở địa hoan hỷ không hổ thẹn, không đau buồn, ở địa ly cấu thì không tăng giảm, ở địa minh thì không tối sáng, ở địa diễm thì không nắm giữ hay sợ bỏ, ở địa nan thắng thì không hơn thua, ở địa thiện hiện tiền thì không tự mình giác ngộ, không dạy cho người khác. Ở địa viễn hành thì không đi dần, ở địa bất động thì không lay động phân biệt, ở địa thiền tuệ thì không mong thành, ở địa pháp vân thì không tự giác giác tha, ở Phật địa thì làm tất cả nhưng không làm gì, vì thế Như Lai tự nhiên không hối luận. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập thắng diệu của Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát cứ thế đạt đến trí tuệ thuận, đại sự tự pháp tự tại, vì không đắm chấp nơi ngôn ngữ, đạt âm đạt thanh tịnh tự tại, vì không nhiễm trước bất cứ nơi nào, đạt nhạo tiết tự tại, vì luôn dựa trên công văn tự của một pháp mà giải thuyết đến trăm ngàn vạn kiếp vẫn không hết. Đại trí tự tại, vì từ văn tự của một pháp mà giải thuyết cho trăm ngàn vạn pháp môn. Đạt sinh tự tại, vì đem lại lợi cho chúng sinh ở khắp mọi nơi nên thọ sinh ở đó. Đạt tam muội tự tại, vì bất cứ lúc nào muốn nhập tam muội thì nhập. Đạt trụ trì tự tại, vì luôn gia hộ khắp nơi, nghĩa là thuyết giảng diệu pháp của chư Phật cho nai cừu diêm thú hay vách đá. Đã quyến tụ tự tại, vì có vô số bà con luôn thường còn. Đạt kiến tự tại, vì thấy sắc đẹp. Đạt văn tự tại, vì nghe tiếng hay. Đạt tỷ tự tại, vì ngửi tất cả không ăn các thức ăn. Đọc lại, đạt tỷ tự tại, vì ngửi tất cả hương, chỉ là hương diệu pháp. Đạt thiện tự tại, vì ăn pháp vị không ăn các thức ăn. Đạt thân tự tại, vì thành tựu pháp thân, chẳng phải thân ăn uống. Đạt tâm tự tại, vì biết tâm hành mọi loài, ngay cả ruồi, muỗi, nhãn kiến. Bạch Thế Tôn, đó là pháp thật thánh diệu. Bây giờ Bồ Tát kiến giả ái lạc bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành như vậy vì chúng sinh thấy được điều vui vẻ. Vì sao? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chỉ có một việc là giáo hóa chúng sinh, ngoài ra không làm gì. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập thánh diệu căn bản của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì vậy Bồ Tát nên thích pháp. Bạch Thế Tôn, thế nào là thích pháp? Bồ Tát có bốn phép ưa thích: bố thí mà không mong cầu quả báo, bình đẳng với chúng sinh bằng ái ngữ, phòng hộ các hạnh của chúng sinh bằng lợi hành, yêu thương chúng sinh như thân mình bằng đồng sự. Là có bốn phép đại văn thì không có tâm kiêu mạn, thuyết pháp lìa tướng, vì bỏ tâm mong cầu cúng dường, tôn trọng người đáng kính, diệm cầu trí tuệ, tu hành tinh tấn vì giáo hóa chúng sinh. Là có bốn pháp thanh tịnh giới, thanh tựu giới tịnh, vì bố thí bằng pháp, thành tựu biết đủ vì sống nơi tịch tịnh, sống nơi vắng lặng nên đạt thiền định, sống trong thành ấp sống làng vì không phá bỏ các oai nghi. Là có bốn pháp thật ngữ, vì thích giả nói, pháp ngữ vì nói về pháp không, nhẫn nhục ngữ vì tâm bình đẳng, tịch tịnh ngữ vì hộ trì các căn. Là có bốn pháp biết trước ý hỏi vì khó thiện ngữ, tác ý đầy đủ vì dù được ít nhưng mà biết đầy đủ, thành tựu không vô nịnh vì việc làm kết hợp với lời nói, đi trong chỗ đông đúc không dối trá vì không dối gạt chúng sinh. Lại có bốn pháp không có tâm ác, vì bên trong tịch tịnh, tâm không si, vì bên ngoài không điên đảo, không có tâm bận sản, vì quan sát mọi pháp là vô thường, không có tâm kiêu mạn, vì biết như thật về các pháp. Lại có bốn pháp đạt tâm sâu xa, vì biết trước ý hỏi, sẽ đạt ái nhiễm vì đạt ái ngữ, sẽ bỏ các tâm nhưng không bỏ tâm bồ đề, hiểu sâu định nhất nghĩa nhưng từ thuận thế đế. Bạch Thế Tôn, đó là pháp thật vi diệu. Là để Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đạt đệ nhất không, được đại thông minh, được đại tự tại khi biết thuyết giảng pháp tập, thuyết pháp sâu xa, tùy thuận chúng sanh rốt ráo đạt được pháp không tại nghĩa bàn, được pháp như hòa, đại thông, đại pháp sư, đại pháp phương, làm việc làm lớn chủ nương tựa của chúng sinh, đạt đại thông phấn tấn, vì giáo hóa chúng sinh không thối chuyển nên sinh mà không sinh, chết mà không chết, mà việc đã làm xong nên thành tựu bồ đề, đạt tâm giải thoát, rồi siêng năng nhập niết bàn, nhưng đầy đủ hạnh cầu, tu hành như thế trí nên còn học hỏi người khác. Bạch Thế Tôn, nước biển có thể lường biết được nhưng không thể lường biết được hiện trí đại thừa của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hư không trong sạch có thể làm nhơ được nhưng tâm của đại Bồ Tát thì không làm cho ô nhiễm được. Bạch Thế Tôn, gió tuy không có hình tướng nhưng có thể nắm bắt được tâm của Đại Bồ Tát, không bị cảnh giới của sáu trần làm đắm nhiễm. Bạch Thế Tôn, ánh nắng mùa xuân có thể sờ nắm được nhưng Bồ Tát không có tâm chấp ngã ngã sợ. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Bây giờ Đại Bồ Tát thì một bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu các pháp chỉ lấy tâm bồ đề làm gốc. Vì sao? Bạch Thế Tôn, các pháp đều là hư vọng, chỉ do tâm phân biệt, tự tánh không có vật, như ảo ảnh, không có cội gốc, theo sự mong muốn mà thành, không có người tạo tác, người thọ nhận, tánh đó không dừng trụ. Bạch Thế Tôn, các pháp không có đầu cuối, vì không có cả hai. Các pháp không có ngã, ngã sở, vì không có chủ tể. Các pháp bình đẳng như pháp giới, vì không phải là khách. Các pháp không phải là chủ, vì không còn tham. Các pháp không có sự phân biệt, vì không có tâm lấy bỏ. Các pháp không đến đi, vì chỉ là cảnh giới của trí, không có sự hiểu biết, không có chủ tể. Bạch Thế Tôn, phàm vô chấp ngã trong pháp vô ngã, chấp có chúng sinh trong pháp không chúng sinh. Bồ Tát nghĩ, ta dùng diệu pháp này làm cho chúng sinh giác ngộ. Bạch Thế Tôn, đó là tâm bồ đề, phất tâm làm cho chúng sinh an ổn, tọa lạc, vô thường, pháp giới quang minh, chúng sinh được dựa vững, an trụ, đó là tâm bồ đề. Này nữ Bạch Thế Tôn, tu bố thí ba la mật là tâm tịch tịnh, giới ba la mật là tâm bất khuyết, nhẫn nhục ba la mật là tâm không tổn hại, tinh tấn ba la mật là tâm không thoái chuyển, thiện ba la mật là tâm không loạn, trí ba la mật là tâm không phân biệt hư vọng, đại từ là tâm nhu hòa, đại bi là tâm không thoái chuyển, đại hỷ là tâm không nhàm chán, đại xã là tâm không nhơ, đại thí là tâm không kiêu kiệt, ái hạnh là tâm không bị trói buộc, lợi ích là tâm bình đẳng, đồng sự là tâm tối thượng, không tuệ là tâm không phân biệt, trí vô tướng là tâm vô niệm, vô nguyện là tâm không trụ, hành Bồ Đề là tâm đến 37 phần Bồ Đề, hành tiến thủ là tâm niệm Phật, hành không phá hoại là tâm niệm Pháp, tâm pháp giới là tâm niệm Tăng, tâm vô lượng là tâm niệm giới, tâm không thủ là tâm niệm sẽ, tâm niệm thiên là điểm các căn lành, vì được trang nghiêm bằng các căn lành, lấy sự thọ sanh tuổi thắng mà phát tâm Bồ Đề về để tu tập các căn. Bạch Thế Tôn, về sự phát tâm Bồ Đề, dù trải qua một kiếp hay vô số kiếp con cũng không thể nói hết. Cứ thế các đại Bồ Tát tu tập vô số nhân duyên mà phát tâm Bồ Đề. Vì vậy Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát muốn cầu các pháp lành thì nên cầu trong sự phát tâm Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Bồ Tát Thiện xin bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ quả gốc tinh tấn đến các pháp lành được sinh ra. Bạch Thế Tôn, những gì là quả gốc của các pháp? Bạch Thế Tôn, không vô tướng vô nguyện là quả gốc của các pháp, vì ở đó không có sự thấy biết, không có phiền não của ba cõi. Vô hành là quả gốc của các pháp, vì ở đó không có người tạo tác. Vô ngã là quả gốc của các pháp, vì ở đó không có ngã. Lìa chúng sinh là quả gốc của các pháp, vì ở đó không thể có chúng sinh. Vô mạng là quả gốc của các pháp, vì ở đó không thấy thọ mạng. Các pháp không sinh vì không thấy vô thường, các pháp không diệt vì không thấy đoạn, các pháp không vật vì không thấy có. Các pháp bình đẳng như Niết Bàn, vì ở đó không thấy sự hy hữu. Các pháp như Bồ Đề, vì ở đó không thấy có Phật. Các pháp không tạo tác, vì ở đó không thấy pháp. Các pháp không hòa hợp, vì ở đó không thấy tăng. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu. Khi ấy Bồ Tát Đại Đạo Sư bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn cho chúng sinh đạt Đại Bồ Đề, trước nên không vì mình mà chứng Đại Bồ Đề. Đại Bồ Tát tạo nghiệp về chúng sinh, không vì mình nhưng không thấy chúng sinh, không bỏ tâm đại bi, đại từ bi, đó là Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát có tâm đại từ bi? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không thấy chúng sinh nhưng luôn tu các căn lành, rồi hồi hướng lên Đại Bồ Đề, đó là đại từ. Bồ Tát không bỏ việc làm của chúng sinh, đó là đại bi. Bồ Tát thấy pháp thế gian là Niết Bàn, như luôn siêng năng tu tập đạo là đại từ, không bỏ chúng sinh là đại bi. Tự thân phát tâm Bồ Đề là đại từ, giáo hóa chúng sinh là đại bi, bỏ các vật trong ngoài là đại từ, bỏ các căn lành trong ngoài, vì chúng sinh đạt Bồ Đề của Phật, hồi hướng lên đạo vô thượng là đại bi. Giữ gìn giới tịnh không bị phạm là đại từ, tự giữ giới tịnh tăng trưởng giới tịnh của chúng sinh là đại bi. Tự tu hành an ổn nhẫn nhục đạt an lạc là đại từ, đem niềm vui an ổn thì chúng sinh là đại bi. Tự tu các hành tinh tấn để đạt đạo của chư Phật là đại từ, làm cho chúng sinh đạt hạnh đại tinh tấn là đại bi. Tự tu tịch tỉnh là đại từ, làm cho chúng sinh đạt hạnh tịch tỉnh là đại bi. Tự tu trí tuệ là đại từ, tăng trưởng trí tuệ chúng sinh bằng trí tuệ của mình là đại bi. Không tu hành không phải không tu hành là đại từ, không tạo tác không phải không tạo tác là đại bi. Sinh nhưng không đi là đại từ, đi nhưng không động là đại bi. Nói nhưng không nói là đại từ, tham đắm nhưng không bị trói buộc là đại bi. Nói nhưng không thủ đắc là đại từ, nhập Niết Bàn nhưng không diệt là đại bi. Tự thân xuất xá lợi nhưng không có xương thịt gân máu là đại từ. Tu quán thân xương không thêm bớt là đại bi. Bố thí nhưng không xả vật là đại từ. Hộ các căn nhưng không thành tựu là đại bi. Tăng trưởng nhưng không tự cao là đại bi. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập thắng diệu. Bây giờ Bồ Tát Quang Minh Tràng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng tâm tịch tỉnh tạo nghiệp tối thượng. Vì sao? Vì Bồ Tát trụ trong tâm tịch tỉnh thì các pháp vi diệu của Đức Phật tự nhiên hiện hiện. Bạch Thế Tôn, vì Bồ Tát tôn trọng tâm tịch tỉnh và niềm vui an ổn nên đạt Bồ Đề và các môn Đà La Ni. Bạch Thế Tôn, những gì là Đà La Ni của Bồ Tát? Bất cứ ở đâu nghe pháp không quên, thọ trì hiểu rõ và làm cho chúng sinh hiểu rõ. Nhờ không tăng trưởng, không phân biệt Đà La Ni nào nên thọ trì 84.000 pháp môn mà không quên sót. Nhờ Đà La Ni để biết tâm tâm sở của chúng sinh, vì biết tâm của chúng sinh nên thuyết pháp hợp cơ. Nhờ Đà La Ni nên nghe hiểu lời nói của chúng sinh, nhờ nghe tiếng phàm phu Đạt đại bi, đại đức thánh nhân, đạt đại từ. Nhờ Đà La Ni nên nghe nhớ một câu pháp mà thuyết giảng trong vô số kiếp. Bồ Tát đó có biện tài nhã thuyết không dừng, không cùng, tận giới mất. Nhờ Đà La Ni nên biết như thật về ngôn ngữ, biết tất cả ngôn ngữ đều là Phật ngữ. Nhờ Đà La Ni nên ở trụ xứ của Bồ Tát, Phật trong mười phương thuyết pháp, ai nghe được cũng đều thọ trì. Bồ Tát nghe pháp ở vị Phật này rồi, ở chỗ Phật khác thuyết giảng nhưng không chướng ngại, bởi Thế Tôn đó là Bồ Tát thọ trì Đà La Ni. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đạt Đà La Ni, nhờ Đà La Ni nên thuyết pháp, dù chỉ một pháp, một chữ, một câu hay tiết cả pháp giới mà Bồ Tát đó vẫn không có tâm kiêu mạn, không sống phóng dật, đạt Đà La Ni tăng thượng. Nhờ Đà La Ni nên nói được các pháp hiện thấy và các tập Đà La Ni hiện có được trong thế gian. Nhờ Đà La Ni nên đoạn trừ nghi hoặc và phiền não của chúng sinh, đạt tập Đà La Ni tăng thượng. Nhờ Đà La Ni nên tăng trưởng bạch pháp, chấm dứt các phiền não, đạt Đà La Ni hành. Nhờ Đà La Ni nên biết được pháp, ánh sáng pháp. Bồ Tát biết đúng về các pháp nhưng không phân biệt tu hành các pháp, nhưng thân tâm thật không tu hành, nói pháp nhưng thật không nói một chữ, xa các pháp nhưng không mất, tăng trưởng pháp nhưng không có bậc nào để tăng, tổn giảm các pháp nhưng không có pháp nào để giảm, nói pháp nhưng thật không có ngôn ngữ, làm cho nhập niết bàn nhưng ở thế gian hay không lay động, đạt địa thánh nhân nhưng không rời địa phàm phu, địa phục ma nhưng không phải thân khẩu ý tạo nghiệp. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập vi diệu của các Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát giải thoát nghĩa bạch Phật, Bạch Thế Tôn, tướng của các pháp là giải thoát. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có phân biệt đây là trói mở. Vì sao? Vì giải thoát không phải là cái khác, cái khác không phải là giải thoát. Giải thoát không thêm một pháp, cũng chẳng giảm một pháp. Giải thoát không từ đâu đến, sự trói buộc cũng không đi về đâu. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát giải thoát không nghĩ ta đã giải thoát, tâm của vị ấy chỉ biết là giải thoát. Các pháp khác cũng vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nghĩ nếu thế gian là pháp cấu nhiễm, niết bàn là pháp thanh tịnh, thì Bồ Tát đó không đạt giải thoát. Vì sao? Vì thấy có ta nên nghĩ như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu người nào nghĩ rằng ta chán ghét ấm giới nhập, còn nhập niết bàn, thì người ấy không đạt giải thoát. Vì sao? Vì thấy có ta nên nghĩ như vậy. Bạch Thế Tôn, thì kheo đạt tâm giải thoát suy xét các pháp như tướng giải thoát. Chỉ vì phàm phu không hay biết nên nghĩ như vậy, con dùng pháp này làm cho họ biết được. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đạt tâm giải thoát nghĩ rằng mình đạt giải thoát. Phàm phu thường tìm cầu giải thoát trong các pháp giải thoát. Tỳ kheo phát tâm đại bi với chúng. Vì sao? Vì người cầu giải thoát là người chưa đạt được giải thoát. Vì vậy Bạch Thế Tôn, tỳ kheo muốn đạt giải thoát nên quan sát rõ về chủ thể trói buộc, đối tượng bị trói buộc, không phân biệt giải thoát. Nếu không phân biệt sẽ đạt giải thoát. Bạch Thế Tôn, đó là pháp tập thắng diệu của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thuyết Pháp Tập Kinh quyển 5.